Ngay trước cổng vào của khu ấy, mình có thể thấy những poster về những bộ phim được quay ở đây. Thì đây là những bộ phim cổ trang mà rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nếu như bạn nào là dân nghiền phim Hàn Quốc ấy, thì các bạn có thể biết những bộ phim này. Đây là cổng vào của khu phim trường nhé. Thì mình mua vé vào thì người lớn là 5.000 won, trẻ em là 2.000 won, và người lớn tuổi cũng 2.000 won, và người khuyết tật thì được miễn phí vào nhé. Xin chào quý vị khán giả, nhân dịp năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Thì hôm nay mình đến công viên chủ đề hình ảnh ở. Công viên này là một trong những trường quay phim và truyền hình lớn nhất ở Hàn Quốc. Thì mọi người đi tham quan phim trường của mình nhé. Đằng sau mình là hai diễn viên rất nổi tiếng nhé, là Jang Dong-gun và Won Bin. Đây là những bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng ở Hàn Quốc thì mà được đạt giải rất nhiều giải thưởng lớn ở Hàn Quốc ấy, thế nên là người ta làm poster về phim để mình đến đây tham quan và chụp ảnh cùng. Thì phim trường này rất là rộng lớn. Theo như mình biết thì phải mất 3 tiếng đồng hồ để đi hết phim trường. Thế nên là mình sẽ rút ngắn video lại cho mọi người cùng xem nhé. Mình sẽ đến nơi địa điểm tham quan rất nổi tiếng, quen thuộc với người Việt Nam mình trên những bộ phim truyền hình. Đây là bộ phim Tài xế taxi, được lấy bối cảnh từ năm 1980, miêu tả lại cuộc sống của người Hàn Quốc trong thời kỳ đó. Có rất nhiều bộ phim được quay ở đây như là bộ phim Phía Đông Vườn Địa Đàn năm 2008, Vụ Bê Bối Thủ Đô năm 2007, Seoul năm 1945 năm 2006 và Thời Trang Thập Niên 70 năm 2005, Khu Rừng Bí Mật năm 2017, và những bộ phim gần đây nhất như là Đêm Giao Thừa năm 2022, Một Lần Nữa Đời Tôn năm 2022, Người Phán Xử Ác Quỷ năm 2021, Thanh Niên Tháng 5 năm 2021. Thì rất nhiều bộ phim nổi tiếng được quay ở đây. Thì người dân Hàn Quốc thì người ta rất thích đi xem những cái khu kỷ niệm hay là để người ta nhớ về những hồi ức hồi xưa. Đây là tàu điện của Hàn Quốc hồi xưa ấy mọi người. Tàu điện này thì có 2 toa thôi, là được sản xuất năm 1980. Thì cũng khá lâu rồi, ở bên trong người làm hoàn toàn bằng gỗ nhé.
nó khác như bây giờ nhá, nhưng mà khá đẹp ấy. Bạn hả? Quý chân á? Quý chân á? Ồ, ê. Đây là mô hình ga Seoul năm 1970 đến 1980. Thì đây là đài đài truyền hình ấy, người ta dựng mô hình để chiếu phim từ thập niên 1970 đến 1980 ấy, trông rất hiện đại nhé. Đấy, xung quanh là những ngôi nhà nhé, và những quán cà phê, những tiệm tạp hóa, đường ray xe lửa các bạn có thể thấy ấy. Đấy. Đây là mô hình đường sắt Hàn Quốc. Thì chúng ta có thể thấy là nó rất là đơn sơ nhé, mà xung quanh là có những ngôi nhà mọc san sát ở gần đường sắt đấy. Đường sắt ấy nó đi qua một con đường của Hàn Quốc ấy, thì mình có thể nhìn thấy dưới gầm cầu nhá, là mình liên tưởng đến cầu quay ở Hải Phòng á. Suốt ngày đi học đi qua cái đường sắt này, thì xung quanh đường sắt ấy có những tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc này, gầm cầu này, gầm cầu hồi xưa. Cái tiệm tạp hóa này có những tiệm cắt tóc này, tiệm sửa giày này, cho bán vé. Tôi sao? Tôi bán. Chúng ta có thể thấy là biển quảng cáo rượu nhé. Ở ngay trên đầu chỗ đường sắt, và ở bên dưới là những cửa hàng tiệm tạp hóa. Nó không khác Việt Nam là mấy. Dưới chân gầm cầu có những có thể đây là tiệm tạp hóa, tiệm cà phê, đánh giày và cửa hàng đồ ăn. À, chúng ta có thể đi dọc cái đường ga Seoul này nhé, có thể thấy cái đường ray ấy cho tàu hỏa chạy ấy, và hai bên là tiệm đồ chơi này, cửa hàng cà phê này, tiệm bán đồ chơi này. Các bạn có thấy có người thả diều nhé, trong đây mua, các bạn đến đây tham quan rồi các bạn mua diều các bạn thả nhé. Hồi xưa thanh niên Hàn Quốc hồi xưa ấy, người ta cũng hay thả diều gần gần chỗ khu vui chơi ấy. Thank you.
Mình cũng khá ngạc nhiên khi Hàn Quốc ấy có thể xây dựng một phim trường như thế này. Thì nhiều bạn xem ấy thì thấy phim trường này là rất chi là bình thường ấy. Nhưng đối với người dân Hàn Quốc ấy, đây rất là một nơi quen thuộc. Thì người ta sống ở cái thời này mà. Thế nên là những cái ngôi nhà, những cái hình dáng ngôi nhà trong đây ấy, người ta rất chi là có nhiều kỷ niệm. Còn riêng với mình người nước ngoài ấy, mình người Việt ấy, mình đến đây chỉ để tham quan cho biết thôi, tại vì mình xem những bộ phim nổi tiếng ấy, mình cũng muốn đến xem những cái cảnh quay ấy, những cái nơi người ta diễn ấy, thật sự là có đẹp như trong phim không, hay là
người ta tạo dựng hệ mô hình như thế nào để mình có thể là chiêm ngưỡng và mình có thể nhớ lại những cái khoảnh khắc phim trong đó. Các bạn đến tham quan phim trường ấy có thể thuê trang phục để tham quan phim trường, nó rất là đẹp. Đây là một cửa hàng tạp hóa ở cạnh đường Tàu. Thì các bạn có thể thấy người Hàn Quốc ấy, rất là trẻ con, rất thích những cái tiệm tạp hóa như thế này, tại nó bán đồ chơi các thứ mà. Còn đây là toa tàu, mô hình toa tàu năm 1970-1980 nhé. Các bạn thấy đấy, nó cũng khá hiện đại vào thời kỳ đó ấy. Đây chúng ta tham quan cái cửa tiệm bán đồ chơi nhé. Thì chắc là bây giờ Tết ấy nên người ta cũng ít trang hoàng hơn ấy, người ta nghỉ Tết ấy nên là người ta cũng ít trang trí đồ ấy. Sao chín rồi bố. Mình đi lên tham quan tàu nhé, xem tàu hồi xưa như thế nào. Sợ đấy. Nó ghế ở đây thì là ghế gỗ nhé, thì giống hệt tàu Hải Phòng Hà Nội ấy. Hồi Mình xưa có thấy ổ y hệt điện như thôi thế, chứ. cũng là ghế gỗ Ổ ấy. điện trên tàu. Rồi, sao xin chú? Okay. Hồi xưa cũng dùng một đôi gỗ chứ. Thế mình
Thị trường nó hay này cơ mà. Bếp à, chồng hành à, đây là chỗ rửa, rửa mặt và bôi các thứ đây. Đấy bếp này, bếp này đây. Quay chân á. Hoa trang xin hả? Hoa trang xin, nhà vệ sinh. Cực lỗ. À ní, ý chứ à ní. Lớp học ấy. Phục giảng. Ô ba, ý cơ. Kêu xin ý cơ ý sao, ô ba. Cũng vô hê. Thế. Ý cơ ý rồi mà vô là. Chiếc mà. Tớ bố xa chinh chút thế đâu. Các bạn có thấy cái cột ở ngay giữa nhà không? Đấy chính là lò sưởi ấy. Và trên là những cái hộp cơm ấy mà học sinh mang đi ăn ấy. Đấy, người ta đã phát triển năm 1980, người ta phát triển chưa? Đấy là lò sưởi Hàn Quốc ấy, tại Hàn Quốc rất là rét. Thank you.
당시는 어떻게 부자가 됐나요? 일본 사람을 박탈 진행했던 사람들이요. 자, 그럼 부자가 자, 여기서는 말몽영화 아시죠? 자, 말몽영화를 요 앞에 여기서 다 찍었습니다. 자, 우측에 보면 벨기에 영상은 있죠? 자, 요거는요. 자, 프랑스 옆에는 조그마한 나라가 되겠고요. 자, 우측에 보면 비행기가 나있죠? 요거는 나중에 돌아올 때 비행기 이야기가 나왔다. 요 비행기 이야기가 저 앞에 đây là máy bay chiến đấu hồi xưa của Hàn Quốc ấy, chắc giờ không sử dụng nữa nên người ta trưng bày. Đúng không? Bên trong là gì? Mình ngồi bé tí này á, béo này sao ngồi vậy? À, hai người. Sorry, hai người. Sáng động cơ. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng mọi người thích video này. Nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn. Đi ra khỏi trường quay ấy, thì giống như đi ra khỏi ga tàu ấy. Cũng có cái quẹt thẻ ra ga này. Ra khỏi ga. Thế cứ thế. Thế cứ tìm.